chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nói về một đề tài mới. Đó là làm thế nào phân biệt đã đến lúc thực hiện một ý muốn hay một kế hoạch. Chắc rằng mọi người trong chúng ta đều có những kế hoạch cho tương lai hoặc những ý thức sẽ thực hiện. Trong số đó, bao nhiêu sẽ thành sự thực và bao nhiêu chỉ là suy nghĩ du dơ. Làm thế nào để hiểu đâu là mình thật sự muốn và sẽ thực hiện một cách thành công? Để có câu trả lời, trước tiên, chúng ta phải tự hiểu bản thân và lắng nghe tâm tư mình, cũng như chú ý những dấu hiệu xung quanh ta. Bởi con người khi sống không chỉ một mình mà phải chịu ảnh hưởng từ nhiều thứ, và hãy tin rằng không có gì xảy ra vô cớ. Tất cả đều có sự liên kết nhất định, dù mắt thấy hay tai nghe hay không đi chăng nữa. Ở một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy như bị thôi thúc hành động khi những suy nghĩ cứ quay cuồng trong tâm trí. Có lúc hấp tấp muốn thực hiện liền dù ra sao đi nữa. Song song đó, cũng không phủ nhận được những lúc đắn đo, không dám nhúc nhích vì sợ mất đi những gì đang có. Ở đây chúng ta không thể quên hiện tại khắc nghiệt, thế giới không chỉ là một màu hồng, và tất cả thứ chúng ta muốn không phải đều có thể có. Chúng ta còn những trách nhiệm với chính mình lẫn với người thân, và vì chúng ta cần phải sống tiếp. Cho nên, trước khi quyết định gì ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, hãy bỏ thời gian vào suy nghĩ và trau chuốt kỹ lưỡng. Vì có câu, cái gì trung bình đều tốt, thủ thường là yên tâm. Thế nên, hãy đảm bảo rằng chúng ta sẽ vẫn chịu đựng được nếu lần này không may không thành công. Hãy chừa cho ta cơ hội làm lại và cải thiện hơn. Ở đoạn trước, có nói hãy lắng nghe bản thân. Đó có nghĩa là cơ thể chúng ta là một nguồn thông tin và sẽ báo cho chúng ta biết khi nào quá sức chịu đựng hay có gì đó không thích hợp. Nói cách khác thì cũng có thể coi đó là linh cảm hay giác quan thứ 6. Ví dụ, đột nhiên dị ứng với một thứ gì đó mà trước đây không hề ảnh hưởng, cơ thể mệt lả dù không làm gì nhiều. Cộng vào đó là những chuyện không đâu cứ liên tiếp xảy ra, những tình huống cứ diễn ra để thôi thúc sự thay đổi, hay là tình cờ nghe ai đó nói một câu trùng suy nghĩ. Trường hợp này cũng có với một bản nhạc, một cuốn phim hay một đoạn văn. Tình cờ những thứ đó lặp đi lặp lại trước ta ngày này qua ngày nọ. Nếu có thì đấy là dấu hiệu dành cho ta. Tất cả những thứ kể trên sẽ cho chúng ta mức độ mạnh nhất là lòng tin dâng cao, cảm thấy rõ ràng là thời điểm thích hợp nhất là lúc này, bây giờ thực hiện sẽ thành công, tự tin và sự háo hức tràn đầy. Hãy tự tin dựng lên một kế hoạch để thay đổi bản thân hay một tình hình trong cuộc sống như công việc. Đừng manh động lỗ mãng dứt đi tất cả vì muốn thay đổi, vì người thua cuộc sẽ là chúng ta. Hãy đi từng bước vững chắc, vì con đường đó nếu dành cho mình thì chỉ cần mình cảm nhận được và bước chân hướng về đó, mọi thứ sẽ khởi động để giúp ta trên hành trình ấy, cho con đường ấy dễ đi hơn và mang thành công đến cho chúng ta. Quan trọng là phải dám bước cái bước đầu ở thời điểm thích hợp để mở cửa chào đón những thay đổi hoặc cơ hội đến với chúng ta. Nhớ lấy, hãy muốn thì phải làm. Hành động mới giúp ta chạm tới thành công.